Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho cô này như sau. Trước khi sử dụng phương pháp Casio, chúng ta phải sắp xếp lại cái cục này một chút. Chúng ta có log cos số 3 của x, chúng ta đẩy kế bên cái cục này luôn. Và tiếp tục, chúng ta sẽ có cái cục này, mình đẩy sang bên đây. Thì nó sẽ thành như thế này. Tiếp tục, chúng ta kết hợp hai cái cục này lại thì chúng ta sẽ có như sau. Tại vì chúng ta có công thức này, như vậy nó sẽ thành như thế này. Tương tự cục này mình sẽ đảo chiều một chút thì nó sẽ thành như thế này. Thì chúng ta sẽ lấy cục này trừ cho cái cục này. Sau đó lấy cục này chia cho cục này, chúng ta giữ nguyên x chia x ra số 1. Tương tự, cục này chia cục này, chúng ta cũng ra số 1. Tiếp tục, 8x chia cho x, chúng ta sẽ có trừ 8, chúng ta tách ra phương số này. Bây giờ, chúng ta thấy rõ ở đây có cấu trúc giống nhau, đó chính là x bình phương cộng 4y bình phương chia cho x. Còn cái cục này nó gọi là 1 chia cho cái cục này. Như vậy mình sẽ đặt t bằng cái cục này. Ở đây chính là chữ t nè. Ở đây là 1 chia cho t. Còn này chữ t nè. Bắt đầu từ đây chúng ta dùng máy tính Casio. Chúng ta ghi y chang cái cục này vào. Shift số cái cục này, mình chọn số 1.2 đi, thì nó ra kết quả là số 8. Bây giờ cái cục này nhỏ hơn hoặc bằng 0 và chúng ta có số 8. Như vậy bây giờ chúng ta dùng bảng giá trị, chúng ta viết y chang cục này vào. Chúng ta nhấn dấu bằng, chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí số 0 nha, cho đến vị trí số 10, để xem cái dấu nào nó nhỏ hơn bằng 0. Thì chúng ta thấy rõ số 0 lỗi là do cái điều kiện, thì chúng ta thấy rõ từ vị trí số 1, cho đến vị trí số 7 là số âm, tại vì để nó nhỏ hơn bằng 0. Chúng ta có số 8, nó bằng 0 rồi nè, tuy nhiên sang số bên đây nó lại số dương, điều này chứng tỏ là cái cục T này nè, bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng 8 và phải lớn hơn số 0. Còn bây giờ nếu mọi người không chắc ăn có phải cái tay nó còn số âm không, bây giờ mình vô AC, bấm vào đây. Bây giờ mình chọn âm 2 đi, cho đến vị trí số 0. Mỗi số cách nhau 0.5 cho chắc ăn. Thì nó đều lỗi hết. Điều này chứng tỏ là chúng ta không có phần phí âm. Cho nên chúng ta chỉ có phần từ 0 cho đến số 8. Và T ở đây chính là cái cục này. Chúng ta lấy x để lên trên. Chúng ta đẩy 8x sang bên trái. Số 8 ở đây chính là số 2 nhân cho số 4. Như vậy chúng ta sẽ thêm số
16. Tại vì 4 bình phương và mình muốn tạo thành hằng đẳng thức đáng nhớ. Và cái này chính là x trừ cho 4 tất cả bình phương. Sau đó mình chia 2 vế cho số 16. Và chúng ta nhìn ra đây chính là một hình ellipse. Nếu chúng ta vẽ hình ra thì nó sẽ như thế này. Tại vị trí x bằng 0, y bằng 0, chúng ta sẽ loại đi. Vì sao? Vì khi x bằng 0 á, nó sẽ không thể nào chia cho số 0 được, cho nên lý do chúng ta phải loại cái chỗ này. Cho nên chúng ta ngồi đếm từ vị trí này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng là 7 luôn và ở đây cũng là 7 luôn. Những cái chỗ mà giao điểm đậm đó chính là vị trí là các số nguyên. Chúng ta có 7 nhân 3 là 21. Vị trí này và vị trí này cộng nữa là 23, cộng thêm vị trí này nữa. Như vậy tổng vị trí tất cả ở đây sẽ là 24 giá trị nguyên. Như vậy mình chọn câu A.